Đứng, cuốn thanh rích rắc. Ở tư thế chuẩn bị, chân rộng bằng vai, trụ vững. Mở ngực và thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tay nắm thanh ở vị trí đường cong thứ hai từ ngoài vào. Cánh tay sát vào người. Động tác: dùng lực của khuỷu tay cuốn thanh tạ lên cao hết sức. Sau đó buông tạ ra từ từ trở lại trạng thái ban đầu. Trong suốt quá trình nâng tạ lên trên, cánh tay khép sát vào người. Về cách hít thở, ở tư thế ban đầu, các bạn nín thở, dùng sức để cuốn thanh tạ lên cao hết cỡ, sau đó thở ra bằng miệng. Khi bắt đầu hạ xuống, hít sâu bằng mũi. Lưu ý, trong quá trình tập, cánh tay luôn sát vào người, không dùng lực của vai, không lấy đà để hất thanh lên cao. Trong quá trình tập luyện, thả lỏng các ngón tay để cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của cơ bắp tay trước và tác động của lực đến cơ tay tốt hơn.